Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Realme GT Neo 2 mà ngon hơn cả chiếc Redmi K50 á. Chơi game thì chọn chiếc Redmi Note 11T Pro hay là Redmi K40 Gaming. Và trong tầm giá 10 triệu có máy nào chiến game tốt 5 năm hay không? Tất cả sẽ trong video ngày hôm nay nhá. Bắt đầu thôi. Vẫn như mọi khi, mình đã chia rõ timeline của từng câu hỏi phía bên dưới. Bạn là một xem nhanh ấy, kết quả nha. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Ninh Hải. Em đang phân vân giữa Redmi K50 với Realme GT Neo 2 thì nên chọn con nào, mong anh tư vấn. Ok, đáng ra là chiếc Redmi K50 sẽ phải so với cả chiếc Realme GT Neo 3 mới đúng hơn. Nhưng mà công nhận, chỉ cần với chiếc GT Neo 2 thôi cũng sẽ có một vài điểm ngon hơn cả chiếc Redmi K50 nhá. Đó chính là về khoảng camera. Cảm biến của chiếc GT Neo 2 to hơn 1:1.7 inch, trong khi chiếc K50 sẽ chỉ là 1/2 inch mà thôi. Vậy nên chiếc Neo 2 thu sáng tốt hơn này. Ngoài ra thì thuật toán của Realme theo mình thấy cũng làm ok hơn. Ảnh chụp ra trên chiếc Neo 2 rất sáng sủa, tươi tắn, làm đẹp tốt. Các bạn dùng được ngay, trong khi với chiếc Redmi K50 thì ảnh hơi bị xám xịt này, cộng với cả ngả vàng khá là nhiều nha. Kiểu gì cũng sẽ phải chỉnh lại màu một chút. Mặc dù là với chiếc Redmi K50, các bạn sẽ có thêm chống rung hóa học OIS, nhưng mà đây sẽ chỉ là một cái OIS giá rẻ mà thôi, không phải quá xịn sò nha. Có thể vẫn hơn nhưng mà không phải quá khủng khiếp so với cả chiếc GT Neo 2. Tiếp theo là về phần sạc nhanh, chiếc Neo 2 sẽ là 65W này, còn K50 sẽ là 67W, nhưng mà pin của chiếc Neo 2 chỉ là 5000 thôi. K50 sẽ là 5500, vậy nên tốc độ sạc của chiếc Neo 2 thì sẽ nhanh hơn nhá. Còn lại thì những trang bị khác tất nhiên rồi, chiếc Redmi K50 sẽ nhỉnh hơn. Ví dụ như về màn hình này, các bạn sẽ có một cái độ phân giải cao hơn lên tới 2K. Cái phần cằm màn hình ấy cũng sẽ mỏng hơn, nhìn sướng hơn. Hai loa ngoài của chiếc Redmi K50 chất lượng vẫn thế thôi, nhưng mà đỡ bị lệch hơn so với cả chiếc Neo 2 nhá. Hiệu năng thì với con chip Dimensity 8100, nó phải mạnh hơn Snap 870 chắc phải khoảng 20 hoặc là 25%. Với chiếc K50 ấy, các bạn quẩy on game marketing, thậm chí là Genshin Impact cũng được nha. Trong khi với chiếc Neo 2 thì chơi Genshin các bạn chơi trung bình hoặc là thấp thôi. Hiện tại với cả hai chiếc máy đều có phiên bản RAM quốc tế hoặc là EU rồi. Các bạn áp sang thì dùng là máy chính khá ok, nhưng mà đa nhiệm của Xiaomi ấy, kiểu gì cũng sẽ tốt hơn so với cả Realme. Đó, nói chung là với chiếc GT Neo 2 các bạn sẽ có chất lượng camera tốt hơn này, cộng với cả sạc nhanh hơn. Còn lại những thứ khác thì chiếc Redmi K50 sẽ nhỉnh hơn. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn Chí Trần. Chơi game thì Redmi Note 11T Pro hay là Redmi K40 Gaming? Ok, một kèo khá lệch đúng không? Hiệu năng của chiếc Redmi Note 11T Pro ấy mạnh hơn Redmi K40 Gaming rất rất nhiều luôn. Dimensity 8100 với cả Dimensity 1200. Mà trên chiếc K40 Gaming ấy, Dimensity 1200 còn bị bóp cơ. Các bạn chỉ chơi game tầm trung với cả game nhẹ thôi, chứ còn game nặng thì thôi bỏ qua nhá. Còn với chiếc Redmi Note 11T Pro thì quẩy on game luôn, thậm chí quẩy được cả Genshin Marketing. Hiệu năng là một trời một vực. Tuy nhiên những thứ khác thì sao? Với chiếc Redmi K40 Gaming này, các bạn sẽ có hai phím trigger vật lý. Đó, chơi game bắn súng nó sướng hơn. Loa ngoài của chiếc Redmi K40 Gaming ấy cũng sẽ hay hơn nha. Hai loa của JBL rất chất lượng và màn hình thì một trời một vực. Redmi K40 Gaming sẽ là tấm nền OLED này, 4 viền đều, đậm đà nịnh mắt chơi game sướng. Trong khi với chiếc 11T Pro thì iPad LCD này, cằm dày cam thâm, hiển thị kém xa. Pin và sạc của hai máy thì như nhau, đều khoảng 5000 đi kèm với cả sạc 67W. Đó, nói chung là với chiếc Redmi Note 11T Pro ấy sẽ chỉ hơn về bản hiệu năng thôi. Còn lại những thứ khác, Redmi K40 Gaming sẽ nhỉnh hơn nhá. Chuyển sang câu hỏi thứ ba của bạn 35 Đặng Minh Quang 11A1. Ok, anh ơi tầm 10 triệu có máy nào chiến game tốt trong 5 năm không anh? Rồi, tầm giá 10 triệu đổ xuống nhá, bạn sẽ mua được chiếc Redmi K50 Ultra mới này, hoặc là Redmi K60 Pro cũ. Đó, hai chiếc máy theo mình thấy là mạnh nhất rồi. Với chiếc Redmi K50 Ultra thì sao? Con chip Snapdragon 8 Gen 1 ấy, sau khoảng 5 năm nó sẽ ngang với cả Snapdragon 855 bây giờ. Hiện tại 855 ấy thì vẫn quẩy được on game. Tất nhiên là với Genshin thì các bạn chơi cực thấp thôi. Còn các game nhẹ hơn thì 6, 7, 5, 8, 5 tùy game nhá. Chiếc Redmi K60 Pro thì sao? Snapdragon 8 Gen 2 hơn chiếc Redmi K50 Ultra một đời. Tức là với mọi game ấy thì K60 Pro sẽ trụ được khoảng 6 năm. Hai chiếc máy này cũng rất toàn diện trong tầm giá. Trang bị không có điểm chết, đều sẽ có màn hình hiển thị tốt này, cằm mỏng nhìn phê, hai loa stereo chất âm tốt, pin sạc đều ngon, camera đủ dùng trong tầm giá, và hiện tại với cả hai chiếc máy đều có phiên bản RAM EU rồi. Các bạn áp sang dùng làm máy chính ok. Đó, chốt lại câu hỏi của bạn thì trong tầm giá khoảng 10 triệu ấy, bạn lựa chọn chiếc Redmi K50 Ultra mới hoặc là Redmi K60 Pro cũ nha. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình, có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua các máy xuất điện trong video ngày hôm nay mức giá rẻ nhất tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận ghim của video. Giờ xin chào, bye bye.